Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat, 7145915311, 5915311. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Thảo Yên và ký giả Đinh Quang Thái xin gửi lời chào đến quý khán thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới. Hôm nay là thứ Tư, ngày 28 tháng 6 thưa quý vị. Và cũng như thường lệ thì trước khi bước vào phần tin tức thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài con số dự báo thời tiết ở trong ngày cũng như là những ngày sắp đến. Hôm nay đó thì buổi sáng trời âm u lắm thưa quý vị, mây mù, cho nên là đến trưa đó thì nhiệt độ khoảng đâu là 73 cho đến 74 thôi. Hôm nay trời không có gió, gần như là đứng gió luôn, cho nên là chúng ta sẽ thấy là nó hơi hầm hầm. Và bắt đầu qua đến ngày mai thứ năm đó, quý vị thấy là nhiệt độ tăng từ từ, thứ năm là cũng khoảng 76, gần 77 rồi. Đến chủ nhật với lại, xin lỗi quý vị, thứ bảy với chủ nhật thì chúng ta cũng bị một cái đợt heat wave, cho nên hai ngày cuối tuần đó nhiệt độ có thể là trên 80 độ ở khắp quận Cam này. Và chính vì cái nhiệt độ nó như thế cho nên là thưa quý vị, ở tại các tiểu bang miền Nam cũng như là Đông Nam đó đang sẽ chuẩn bị bước vào một cái đợt heat wave. Ở Cali đó là 80 mấy độ thôi, nhưng mà tất cả những cái tiểu bang này trong từ ngày mai đó là sẽ nhiệt độ lên trên 100 độ lận thưa quý vị, và kéo dài như vậy. Và riêng ở khu vực Midwest với lại East Coast thì lại bị cái vụ mà cháy rừng ở Canada đó thưa quý vị, cho nên là bắt đầu từ sáng ngày hôm nay là các giới chức họ đã đưa ra cái khuyến cáo là không khí giống như là bị ô nhiễm nặng, cho nên là khuyến cáo những người dân ở tại cái khu vực này không ra đường, hạn chế những cái hoạt động ngoài trời, coi như là kéo cái chỉ số về không khí sạch đó đã lên đến code red thưa quý vị. Thường là giống như là từ màu xanh lá cây là tốt, rồi nó lên vàng, từ từ màu cam, đỏ là coi như là cực kỳ xấu luôn, ở ngoài đường là coi như không có thấy đường. Và đây là một cái tấm hình mà người dân ở tại New York họ chụp vào sáng ngày hôm nay, coi như là quý vị bước ra đường là thấy mờ mịt, giống như là có sương mù vậy đó, nhưng thật sự không phải. Cái này là khói từ những cái đợt cháy rừng ở Canada nó lan xuống. Chính vì vậy mà từ các tiểu bang chẳng hạn như là Wisconsin, Iowa mà kéo dài luôn qua Ohio, Pennsylvania, New York rồi North Carolina là từ ngày hôm nay được khuyến cáo là hạn chế tất cả các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người lớn tuổi, trẻ nhỏ và những người mà có giống như là bệnh về đường hô hấp rồi đó, là những ngày này phải cực kỳ thận trọng. Và bên cạnh đó thì ở tại chẳng hạn như Illinois, ngày hôm nay là đa số các bãi biển đóng cửa, rồi ở Chicago là hệ thống trường công đó, các trường họ không có đóng cửa, nhưng mà họ không cho con nít ra ngoài sân chơi, ra ngoài trời, mà tất cả là ở trong nhà thôi quý vị. Thưa quý vị, đã có 3 cư dân của tiểu bang California trong lúc mà đi nghỉ hè tại Hawaii trong tháng 6 này đã bị tử vong. Người đầu tiên thiệt mạng vào ngày 19 tháng 6 ngay tại cái bờ biển tên là Boibu Beach Park, Kaiwa. Và người này là một ông cụ 77 tuổi tên là Judith Bailey. Trong lúc mà đang lặn xuống biển để xem cá và chụp hình đó, thì ông đã bị bất tỉnh, và khi mà trồi lên được mặt nước, kế toán cấp cứu đến đưa ông lên xe và đưa vào nhà thương, thì sau đó ông đã chết ở trong nhà thương. Hiện nay thì
cơ quan y tế tại Hawaii đang làm autopsy, tức là làm thử xem ông chết là vì lý do tự nhiên hay là có vì một cái nguyên nhân gì khác hay không. Người thứ hai cũng là cư dân California, chết tại một cái địa điểm mà đối với dân mà đã sống ở Hawaii hoặc đi Hawaii chơi rồi đã đều biết khu này cả. Nó gọi là Kauai North Shore, tức là cái vùng biển phía bắc của Kauai. Và cái vùng đó có nổi danh có tên là Tunnel, tức là một cái đường hầm. Bởi vì dưới các vách núi thì nó có một cái đường hầm mà nước biển chạy qua để cho người ta có thể bơi được. Thì một cư dân khác tại California tên là Lucas Ivor, 37 tuổi, sống tại thành phố Sonoma của California, đã bị mất tích trong lúc mà bơi ở trong cái tunnel đó. Nhưng mà sau đó thì người ta thấy là xác ông này đã nổi lên tại cái vùng đó. Một cái chuyện rất là đáng buồn cho một cặp vợ chồng đi qua bên Hawaii để mà tổ chức honeymoon. Tên của cái người xấu số là Steven Phan, Phan mà là Phan, thì tôi đoán chắc là người Việt Nam. Bởi Phan là họ Phan. 49 tuổi, thì trong lúc mà đang đi tắm biển tại khu vực Oahu, tức là cái hòn đảo chính ở trên Hawaii đó, mà chúng ta biết là có bờ biển nổi tiếng là Waikiki đó, thì người này đã bị biến mất ở trong cái dòng nước biển. Sau đó thì Avan Phan đã thấy là nổi lên ở một cái khu vực cách cái chỗ mà Avan Phan mất tích chừng độ 10 phút. Những người bạn của Avan Phan, thí dụ như Sen Rankin, nói rằng anh Steven Phan là cái người rất là khỏe, thể lực khỏe lắm lận, và đang làm việc cho công ty Apple ở Cupertino, và là một người bơi rất giỏi nhưng mà vẫn không thoát khỏi được cái định mệnh rất là oan nghiệt là bởi anh cùng với vợ đi qua bên Hawaii để làm honeymoon, tức là tuần trăng mật, nhưng mà anh đã thiệt mạng ở bên Hawaii. Đây là một cái lời nhắc nhở chúng ta khi mà đi chơi vào mùa hè đó. Thứ nhất là nên tránh những cái khu vực mà đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh cáo là có thể có băng đảng xã hội. Thí dụ một vài thành phố ở bên Mexico. Đi những cái nơi như là đi qua bên Colombia cũng nên cẩn thận. Còn đi những cái khu vực mà có biển đó, thì nếu mà chúng ta thấy có những cái cờ mà họ đã cắm tại vùng bờ biển, đó là yêu cầu mọi người không được tắm hoặc phải cẩn thận lắm á, thì chúng ta phải dè chừng. Bởi vì trong tháng 6, tức là ngày hôm nay là 28 không ạ? Vâng. Từ đầu tháng 6 tới ngày hôm nay thôi mà đã có 3 cư dân tại California bị tử vong vì đi tắm biển ở bên Hawaii. Và thưa quý vị, trong khi đó thì ở tại nước Pháp, không riêng gì ở tại thành phố Paris mà bây giờ nó lan qua nhiều thành phố lân cận, đó là người dân họ phẫn nộ trước việc cảnh sát nổ súng bắn chết một thiếu niên 17 tuổi mà họ đã kéo xuống đường biểu tình rồi đập phá suốt từ ngày hôm qua, khiến cho bây giờ đó các giới chức của liên bang họ phải kéo về gần cả mấy ngàn cảnh sát để mà mong muốn giữ gìn trật tự ở các thành phố này. Thì đây là hình ảnh của cậu thiếu niên 17 tuổi. Thì báo chí họ không lấy được tên đầy đủ mà chỉ biết là tên là Neil, còn last name là viết tắt là M. Thì chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, thưa quý vị, ở ngoại ô Paris, một thành phố tên là Nanterre. Bây giờ theo như báo chí địa phương cho biết đó là lúc đó ở trên đường cảnh sát họ đang giống như là có những cái họ gọi là traffic checkpoint, là chắc kiểm tra giao thông đó. Thì cậu bé này lái chiếc xe Mercedes màu vàng, trên xe có chở thêm 2 người nữa. Thì đến giống như họ chặn đường, là coi như không có còn cái đường để mà lui nữa. Thì đến phiên mình á, thì bây giờ có những người xung quanh họ đã quay được cái đoạn video, nhưng mà chúng tôi không có mở được cái đoạn này, chỉ có thể đưa hình ảnh thôi thưa quý vị. Thì hình ảnh là đến viên cái xe này bị kiểm tra đó, thì không biết là 2 người cảnh sát họ dòm vào cái cửa kính nơi mà cái người lái nói gì, chắc yêu cầu đưa ID, thì không biết là cái cậu bé này có driver license hay không, hay là có cái chuyện gì đó khuất tất mà sau đó thì cậu này lại dè xe bỏ chạy, cho nên mới xảy ra cái hậu quả là bị cảnh sát bắn. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.